Hello, Damel cá xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào nha. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chọn dây, chì, lưỡi câu và lăn xê nha các bạn. Dành cho anh em cầu thủ chúng ta mới tập câu và những anh em đã câu rành xem và tham khảo nha. Hiện tại mình đang có hai hộp lưỡi câu. Lưỡi câu thường thôi các bạn à. Lưỡi câu có cái ngọn tháp như vậy là ok. Đây là hộp, đây là lưỡi câu đầu tiên. Đây là lưỡi câu số 11 nha các bạn. Đây. Đây là câu số 11 chúng ta. Cái loại lưỡi câu này là dưới đít nè, nó có cái có một cái vòng nha. Đó, để ta sẵn tiện ta buộc lưỡi câu vào. Đây. Còn về cái hộp này thì khác nha, đít nó không có nha, nó sẽ trơn chua hơn đó. Đây, và lưỡi câu chúng ta nó sẽ rất là đẹp hơn nè đó. Còn về lăn xê thì mình sẽ dùng cái lăn xê loại to nha. Đây, lăn xê này có ba loại, một loại nhỏ hơn này một xíu, còn một loại là một nửa này cho các bạn. Chúng ta câu lăn xê, các bạn nên nhớ các bạn dùng cái loại lăn xê to như thế này nè. Khi chúng ta câu cá nó sẽ được hiệu quả hơn. Là chúng ta quăng mồi ra để tránh tình trạng nó bị bể mồi gì nha các bạn. Còn chì. Chì mình sẽ dùng chì 20 nha. Đây. Đây là chì 20 nha các bạn. Đó, chì 20. Đây là cái cuộn cước của da băng, tuy rẻ nhưng mà chất lượng của nó rất là ok. Mình đã với con cước này mình đã tải được lên được cá chim 5 kg không đứt nha các bạn. Đây tải cá 16,7 kg nè, nhưng thực ra các bạn tải được cá từ 7 đến 10 kg ok không đứt. Thì theo các bạn tải cá như thế nào thôi. Ôi mưa rồi các bạn ơi. Đây, cước ta nó có màu xanh trong đó. Các bạn thông cảm nha, trời mưa rồi. Còn đây là cái dây này mình thấy nó đẹp đẹp, mình mua thử nha bạn. Dây BE đẹp lắm các bạn à. Mình sẽ thử câu lăn xê bằng cọng dây này. Thì nó hơi tốn kém một chút nhưng mà mình thích. Đây đẹp lắm bạn à, xanh đỏ rồi tím vàng hồng tùm lum hết các bạn à. Đó, nhìn đẹp lắm các bạn à, óng ánh lắm. Thì một cuộn này thì 140 đó. Anh em mình thử trải nghiệm cái cuộn dây này thử nha. Rồi bây giờ mình sẽ đơm cái một cái lăn xe bằng cái dây này cho các bạn xem. Và chủ nhật này mình sẽ đi câu thử bằng cái dây BE này thử nha. Dây này chỉ có 2 chấm thôi các bạn à. Tải cá 19,7 kg. Nhưng mà mình thêm nghĩ cọng dây này có thể tải còn hơn cái số lượng nó ghi đây nữa. 30 kg luôn, thoải mái cho các bạn luôn. Kéo thoải mái luôn. Đây. Bây giờ mình sẽ bóc tem nó ra. Đó. Dây là rất là nhỏ luôn. Đấy, thấy không? Dây là rất là nhỏ luôn. Nè. Thì các bạn nên nhớ là bạn câu lăn xê, câu đơn, câu đài, dùng dây càng nhỏ càng tốt. Với cọng dây này, các bạn muốn câu đơn, bạn dùng dây 1 chấm hoặc 0,8. Đó, đến 1,5 là hết. Còn cước là khác. Cước thì các bạn phải mua cước là cước siêu bền nha các bạn. Đó. Đây. Bây giờ mình sẽ đo 20 đến 22 cm. Mình sẽ làm cho bạn một cái lăn xê nha các bạn. Đây, bạn dùng găng tay nè. Đó. Đây là găng mình 20 nè. Bạn dùng tới đây nha. Đó. Cho nó rời ra khoảng một chút xíu.
Đây, khi các bạn nhập lại như thế này, nó sẽ được như thế này nha các bạn. Đó. Xong rồi các bạn lấy hột quẹt này các bạn đốt nha các bạn. Còn về phần mà cái đầu dây này các bạn thu cho mình. Đó, thu một ít. Đó, sẽ được như thế này. Dây được như thế này nha các bạn. Rồi cứ thế các bạn nhập lại. Đây mình thử câu lăn xe bằng dây BE. Thích các bạn à, đẹp. Chắc chắn. Bền cao. Không bị đứt nha các bạn. Tránh chặn bị đứt cho các bạn muốn câu xong. Với con dây này đó các bạn muốn câu bạn mà câu xong thì bao cho các bạn kéo chà luôn. Kéo chà mười mấy 20 kg. Không sợ bị đứt. Tại vì dây này riêng cho ta luôn có lóc. Nhưng mà mình thấy đẹp, mình sẽ thử câu bằng ăn xe bằng con dây này. Chứ hồi nãy mình chạy ra mình mua cái loại mà dây mà dù loại cước mà màu trắng kia thì không có hàng các bạn à. Toàn là dây đen không à. Mình thì mình không thích cộng dây đen. Mình chỉ thích cái loại dây trắng thôi. Mà không có thì mình thấy cộng dây này đẹp. Mình sẽ thử trải nghiệm thử một cụ thử nó như thế nào các bạn à. Đó. Mình sẽ làm 6 lưỡi nha. Đây là hai hộp. Mỗi thứ mình sẽ dùng 3 lưỡi nha các bạn. Đó, 3 thứ 3 lưỡi nha. Rồi. Bây giờ mình sẽ đơm đứa câu cho các bạn xem nha. Trời mưa hơi to các bạn à, các bạn thông cảm nha các bạn. Xui quá. Đang làm clip cho các bạn xem mà mưa rồi. Đó, các bạn nhập hai đầu như thế này nè. Nè. Đó, thấy chưa? Đây là lưỡi câu của ta nè. Đấy. Các bạn đặt xuôi câu lên vậy nè. Nè. Các bạn quay 6 vòng. 1 2 3 4 5 6. Mình quay chậm cho các bạn dễ thấy nha các bạn. Bạn cầm con dây nè, bạn kéo. Đó, kéo. Đó. Xong. Rồi các bạn cầm luôn cái đầu dây này, các bạn đặt lên đây. Đó. Như thế này nha các bạn. Rồi. Mình lấy cái câu hộp cái câu bên này. Bạn đặt lên. Đó. Bạn cũng quay 6 vòng nha các bạn. 1 2 3 4 5 6. Đó. Rồi các bạn cầm đây nè, bạn kéo nè. Kéo từ từ. Đó, xong. Bạn nhập hai đầu lại. Bạn giữ này bạn kéo nè. Kéo thật là mạnh. Rồi, xong. Còn về cái phần mà cộng dây dư này, bạn đốt cho mình. Rồi. Các bạn biết tại sao mình đốt cái đầu này để làm gì không? Là khi các bạn kéo cá lên, tránh tình trạng nó sẽ bị tuột dây.
và ra khỏi ngoài nước câu là khi chúng ta kéo lên sẽ bị mất cá đó. Cái này mình bao chắc chắn cho các bạn luôn, bao 100% các bạn kéo cá lên luôn, không bao giờ sợ bị tuột đó, thấy không? Và nên nhớ là khi các bạn mà nhập hai đầu câu lại, các bạn để sau le cho mình đó, như để như thế này cho mình nè, là tránh tình trạng cho chúng ta bị rối nha các bạn. Đó, các bạn nhập lại nè, bạn buộc lại. Mưa to quá đó. Đây cũng vậy. Nhập lên. Quay 6 vòng. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cầm loài kéo. Rồi. Hai lưỡi câu khác nhau, mình thích như vậy các bạn à. Trải nghiệm, trải nghiệm cách câu cá mới. 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Kéo. Rồi, siết nha các bạn. Không là bạn đốt. Rồi, các bạn nhập lại cho mình luôn. Nhập sau le nha các bạn, nên nhớ nha. Đó, đích của đầu của lưới câu này là đích của lưới câu này là cuối của lưới câu kia nha các bạn. À, như thế này nè. Đó giờ. Rồi, buộc lại cho mình. Rồi bây giờ chúng ta vô trong lăng xê nha các bạn. Bàn xỏ qua. Dây rất có đứt là nhỏ các bạn à. Nhưng mà đồ bền của nó cao. Tại cá được hiệu quả, ok. Chắc chắn. Rồi. Ê, nhìn vô trong điện thoại nó khó nhìn quá, mình không thấy đường để xỏ qua các bạn à. Có gì video này nó làm không được có chuẩn và ok, các bạn thông cảm cho mình nha. Cũng hơi dài dòng chút. Ê, mình muốn cho các bạn dễ hiểu một tí. Các bạn cũng biết là có nhiều cái mà không dài dòng thì các bạn sẽ không hiểu được nó sẽ như thế nào. Đó, như vậy là được rồi các bạn à. Đó, vậy là xong cái lăng xê 6 lưỡi của chúng ta rồi. Dây tuy nhỏ nhưng độ bền nó cao và chất lượng. Với con dây này các bạn dùng có thể được vài năm. Đó, lăn xe các bạn dùng năm thoải mái các bạn luôn. Rồi, đây các bạn, đây là cái quan trọng không thiếu ta, đó chính là hạt xốp. Đó, các bạn lấy lưới câu nè, bạn móc hạt xốp vô. Nên nhớ nha, ta câu phải gắn hạt xốp vào nha các bạn. Đó, đây đó, móc hết 6 lưỡi nha các bạn.
bóc hết 6 lưỡi luôn. Đó. Phần cuối cùng đó chính là nắm mồi vào trong lăng xê. Đây, mồi mình đã hướng dẫn cho các bạn ngày hôm qua đây, mồi ngũ cốc đây. Mình đã hôm qua mình có giao lưu với lại anh Phan Hâm Mộ đã theo dõi kênh mình 2 năm rồi. Và mình tặng cho ảnh nửa cục rồi. Ảnh câu thử. Đây. Mồi đã rất là dính dẻo luôn. Đó. Đeo ngày lên mùi chua các bạn à, chua thơm. Cái mồi như thế này nè, các bạn để câu lên như này nè, xe lên như này nè, bạn bóp vô một cái đó, cái dính dẻo các bạn nè, không bao giờ rớt nha, mồi ta rất có dính dẻo nha. Bạn để tay như này đó, để giờ nè, bạn bóp lại đó, bóp lại, bạn để qua giờ nãy nữa nữa nè, bóp lại đó, bóp lại, bóp lại, rất cái dính dẻo nha các bạn nha, bao các bạn luôn. Đó, bóp nắn lại từ từ nè, nhẹ nhàng nhất là hai 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 cái đầu của mồi nè, hai cái đầu này của mồi nè, bạn bóp lại cho nó dính lại, cái đầu ở đây cũng vậy nè, đó bóp cho nó dính lại đó. Rồi các bạn lấy đứa câu nè, bạn ghim ghim ở trên ghim xuống nha các bạn, nên nhớ nha, lấy cái đầu đứa câu nè, các bạn ghim nè, ghim này nó ghim nè, ghim thật là nhẹ nhàng thôi, không cần các bạn phải ghim ghim mạnh đâu. Ê, nay quay nhiều vòng cho cố vô dây nhỏ mà các bạn. Sao này mình xử lý được, dây nhỏ mà mềm, chịu khó các bạn nè, nhưng mà độ dính cá nó sẽ nhạy hơn. Bạn đừng nên câu cá lăng xê, đừng nên cùng dùng dây 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 cứng, hay nên dùng dây dây mềm, càng mềm càng dai càng tốt. Đó, ghim vô, ghim sao le nha các bạn, không cần phải ghim cho đẹp nha, nó bằng nha, ghim sao le tùy ý các bạn, nghiêm nó nói vậy là xong cái lăng xe của ta này nè, thấy không, đó nè, thấy chưa. Rồi vậy là xong rồi các bạn nha. Còn về cái mà chì này thì đây, đây là dây cứu của ta nè, dây này dây 0.37 mm nha các bạn, 100 m. Cuộn này chỉ có 40 ngàn một cuộn thôi, rất là rẻ luôn. Này dây của ta nè, rất là mỏng luôn, rất là nhỏ nha các bạn. Đây các bạn nên nhớ các bạn xỏ từ trên đầu nè, xỏ xuống, chì nè, xuống, đó. Đây là cái khoen của chúng ta nè, gọi cái mani nha các bạn. Các bạn xỏ qua, xỏ qua cái lỗ này đó. Đây các bạn luồn cho mình thêm một vòng nữa đó. Đây là cách nhanh nhất nha các bạn, nó xong rồi sẽ được như thế này nha, một vòng nha các bạn. Bạn cầm cái đầu dây này nè, bạn luồn ở dưới luồn lên đó, một vòng nè. Luồn 3 vòng nha các bạn. Cứ tiếp tục như vậy các bạn, luồn 3 vòng cho mình. 2 3. Rồi, các bạn cầm cái đầu dây này, bạn cầm dây này. Bạn kéo.
kéo cả hai, đó kéo cả hai, kéo siết. Đó, siết nè. Siết là cứng cứng, chặt. Thấy không? Đó, giờ là xong rồi đó. Còn về cái phần đầu dư này, các bạn có lấy quẹt nè, bạn thua cho mình. Thua vừa phải thôi các bạn à. Đó, cho ta ra một cái đầu tà. Rồi, xong. Còn về cái khoen mani này, chúng ta gắn vào trong cục mồi. Đây, đó, mình thì câu cái cách này các bạn à. Đó, như thế này nha các bạn. Đây. Đó, mình dùng cái cách này nha. Hay thường xuyên câu cách này luôn. Đăng câu nha các bạn. Đó, giờ lại xong rồi đó. Thấy không? Đây các bạn, đó, ở chưa? Đấy mà đăng câu cái lăng xe kiểu này nha các bạn. À, mình đăng câu cái lăng xe cái này nè. Đó, thoải mái luôn. Rồi. À, vừa rồi mình đã chia sẻ cho các bạn cách chọn dây lửa câu, lăng xe và chì. Đó, cơ bản nhất cho các bạn luôn. Và các bạn nếu thấy cái video này của mình hay, hãy nhớ cho mình xin một like. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình nha các bạn. Và đừng quên chia sẻ video này với lại tất cả mọi người cùng xem nha các bạn. Xin chào. Và hẹn gặp lại trong các bạn trong lần sau nha. Hẹn gặp lại các bạn nha.